A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán Vietjet. Ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu chương hình học đầu tiên của bộ sách Toán 8 cánh diều. Đó là chương số 4, hình học trực quan. Vậy trong chương số 4 này chúng ta sẽ được học những loại hình học trực quan nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học số 1. Đó là về hình chóp tam giác đều. Vậy thế nào là hình chóp tam giác đều? Chúng ta sẽ cùng quan sát và để tìm hiểu thông qua phần một la mã sau đây. Một la mã hình chóp tam giác đều. Đầu tiên hoạt động số 1 thì chúng ta sẽ cùng đi quan sát cách để dựng được một hình chóp tam giác đều ở trong đời sống thực tế của chúng ta. Cô sẽ dựng một hình chóp tam giác đều như sau. Đầu tiên thì cô sẽ chuẩn bị một cái tấm bìa. Trong tấm bìa đó thì cô sẽ vẽ một hình tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Các bạn lưu ý cho cô như vậy nhé. Đầu tiên là vẽ một tam giác đều trước này. Và nhớ là tam giác đều thì có ba cạnh bằng nhau. Bước số 2, cô sẽ đi tiến hành vẽ các tam giác cân như sau. Đối với cạnh thứ nhất của tam giác đều, cô coi là cạnh đáy. Và cô vẽ một tam giác cân có cạnh đáy chính là một cạnh của tam giác đều này, được chưa nhỉ? Tam giác cân đây có hai cạnh bằng nhau, được chưa nhỉ? Tương tự như vậy với hai cạnh còn lại của tam giác đều này, cô cũng sẽ vẽ các tam giác cân và hai cạnh bên của những tam giác cân đó cũng bằng với tam giác cân ban đầu này cô vừa vẽ. Các em thấy chưa nào? Và như vậy thì cô đã vẽ xong. Sau khi cô vẽ xong thì cô sẽ dùng kéo và cắt theo những cái đường viền màu da cam này. Các bạn nhận thấy, cô cắt theo đường viền này, thấy chưa nhỉ? Và cắt xong thì cô sẽ gấp, đưa dựng chúng lên, dựng ba cái tam giác cân màu da cam này lên thì cô sẽ được một hình chóp tam giác đều như hình vẽ ở đây. Các bạn có thể nhận thấy cô thể hiện ở đây là ba cạnh này là ba cạnh của tam giác đều, nhìn theo con chuột của cô, được chưa nhỉ? Những cạnh ở bên, những cạnh bên ở đây là cô giáo dựng tam giác cân, thì khi mà gấp chúng lên thì hai cạnh này với cạnh này trùng nhau này, hai cạnh này với cạnh này trùng nhau này, và do đó cô được này cạnh thứ nhất này, cạnh thứ hai này và cạnh thứ ba. Các em hiểu chưa nhỉ? Ba cạnh này bằng nhau nên gấp lên chúng lại thì chúng ta sẽ có một đỉnh ở phía trên này. Các em hiểu cách dựng hình chóp tam giác đều chưa nào? Và từ đó thì chúng ta sẽ nêu được số mặt và số cạnh của hình chóp tam giác đều. Ở đây chúng ta nhìn về mặt thì ở dưới là có một mặt đáy, các bạn có thể nhận thấy một mặt đáy, đúng nào? Và dựng ở đây thì có 1 2 3 mặt bên, như vậy tổng là có 4 mặt, đúng không nhỉ? Mặt đáy dựng ở dưới này, đặt ở dưới đây, các bạn thấy chưa? 3 mặt bên. Đó. Tiếp theo đếm số cạnh của hình chóp tam giác đều thì cô nhận thấy về dưới đáy của chúng thì có ba cạnh đáy là ba cạnh của tam giác đều. Về cạnh bên thì chúng ta nhận thấy là có các cạnh ở đây 1 2 3, như vậy có ba cạnh đáy và ba cạnh bên, đúng không? Vậy tổng là 6 cạnh và từ đó chúng ta nêu được hình chóp tam giác đều thì có 4 mặt và 6 cạnh. Vậy cụ thể thì hình chóp tam giác đều khi mà đưa vào trong toán học thì sẽ được vẽ như thế nào? Cách đọc tên các mặt, xác định các mặt, các cạnh ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu sang hoạt động số 2. Cho hình chóp tam giác đều SABC như hình vẽ. Kể tên các mặt, các cạnh, đỉnh của hình chóp tam giác đều. Vậy ở đây cô đã vẽ một hình chóp tam giác đều, đúng nào? Thì các bạn lưu ý ở hình chóp tam giác đều này cô vẽ thứ nhất như sau. Cô vẽ mặt đáy, được chưa? Mặt đáy là tam giác ABC trước, nó là một tam giác. Tuy nó là tam giác đều nhưng khi thể hiện ở trong hình vẽ thì cô không nhất thiết phải vẽ tam giác này đều ở đây, mà cô có thể vẽ nó lệch đi một chút và cô có ký hiệu ba cạnh bằng nhau như này để các em hiểu
Đấy là quy quy tắc vẽ hình trong không gian, vẽ hình trực quan. Nó khác với quy tắc vẽ hình học phẳng. Nếu mà là hình học phẳng thì các bạn bắt buộc phải vẽ ba cạnh này bằng nhau, được chưa nào? Tiếp theo thì cô sẽ tiến hành, sau khi vẽ tam giác đáy xong thì cô sẽ tiến hành lấy một điểm S nằm ở phía trên, đúng nào, và nối với ba đỉnh A, B, C, và ba cạnh này là cũng bằng nhau, đúng nhỉ? Như vậy thì cô đã vẽ được xong hình chóp tam giác đều S, A, B, C, D. Cô xin lỗi, S, A, B, C. Từ đó thì cô sẽ kể tên các mặt như sau. Hình chóp tam giác đều S, A, B, C có mặt đáy là tam giác A, B, C là tam giác đều. Được chưa nào? Đáy là tam giác đều. Các mặt bên thì gồm có S, A, B, S, A, C và S, B, C. Như ở hoạt động số 1 thì chúng ta nhận thấy các mặt này đều là những tam giác cân và cân tại S. Tiếp theo là đến phần cạnh, cô có các cạnh đáy chính là nằm ở dưới đáy thì là hình tam giác. Hình tam giác có các cạnh là AB, BC và CA, nên đây chính là các cạnh đáy của hình chóp tam giác đều luôn. Đến tiếp theo là các cạnh bên, cô có SA, SB và SC. Các cạnh bên này cũng bằng nhau. Và cuối cùng thì cô có đỉnh của hình chóp. S gọi là đỉnh của hình chóp tam giác đều SABC. Vậy các bạn chú ý ở đây gồm có, thứ nhất là cách viết tên của hình chóp tam giác đều. Chúng ta sẽ viết đỉnh trước và viết đáy sau. Đỉnh là S, sau đó cô viết một dấu chấm. Và cuối cùng cô viết ở đây là viết đáy là tam giác ABC. Nhớ chưa nào? Các bạn lưu ý nhé về cách viết. Và từ đó chúng ta cũng xác định được đỉnh từ cách viết này. Nhớ chưa nào? Đỉnh là điểm viết đầu tiên. Tiếp theo thì các bạn lưu ý là về các cạnh đáy bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau. Nhớ cho cô như vậy nhé. Kiến thức tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu khi mà học về hình chóp tam giác đều đó là nội dung về diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều. Thế thì chúng ta sẽ có tổng diện tích các mặt bên thì gọi là diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều. Chúng ta cũng đã từng được nghe diện tích xung quanh của các hình lăng trụ, đúng nào, của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, thì diện tích xung quanh nghĩa là diện tích của những mặt bên, đúng không? Do đó thì cũng hoàn toàn tương tự, ta sẽ có tổng diện tích các mặt bên thì là diện tích xung quanh. Vậy thì chúng ta sẽ xem là tổng diện tích các mặt bên của hình chóp tam giác đều sẽ có gì đặc biệt nhé. Cô có một hình chóp tam giác đều là SABC. Ở đây diện tích xung quanh chính là diện tích của các mặt SAB, SBC và SCA. Các mặt bên này đều là những tam giác và do đó diện tích xung quanh của hình chóp chính là diện tích các mặt bên và là diện tích của hình tam giác. Diện tích của một mặt bên, cô giáo sẽ tính trước, công thức của nó chính là bằng 1 phần 2 tích của đường cao với cạnh tương ứng. Công thức tính diện tích của hình tam giác ấy, đúng chưa nào? Thế thì sau đây cô sẽ vận dụng vào một tam giác bất kỳ. Ở đây cô lựa chọn là tam giác SAB hay cô lựa chọn mặt SAB. Vẽ đường cao của tam giác này thì chúng ta nhận thấy tam giác SAB có cạnh SA bằng cạnh SB, nên đây là tam giác cân tại S. Đường cao của nó chính là cạnh SH, đúng chưa nhỉ? Và H chính là nằm vị trí trung điểm của cạnh AB. Các bạn thấy không nào? Nhớ lại về tính chất của tam giác cân nhé. Đường cao ở đây xuất phát từ đỉnh cũng chính là trung điểm, đường trung tuyến, đúng không nào? Và từ đó thì cô có diện tích của mặt SAB bằng 1 phần 2 SH nhân với AB. Và chúng ta đã biết rằng là ba mặt bên này đều là bằng nhau, đúng nào? Đều là những tam giác cân tại S có các cạnh bên đều bằng nhau. Do đó thì diện tích của các mặt này là bằng nhau. Thì từ đó cô cũng sẽ có các cái đường cao của hai mặt còn lại cũng bằng nhau, đúng không? Đây chúng ta nhìn thấy thể hiện rất rõ ràng. Ba mặt này
bằng nhau mà, được chưa? Vậy thì ta sẽ có ba mặt bên có chiều cao bằng nhau nên diện tích các mặt còn lại là mặt SAC, SBC lần lượt là. Đầu tiên là của SAC, cô có bằng 1/2 SH nhân với AC, bởi vì là đường cao thì vẫn bằng nhau, đúng nào? Nhân với cạnh đáy tương ứng là cạnh AC. Tương tự như vậy, đường cao của tam giác, cô xin lỗi, của mặt SBC thì cũng bằng với SH, nên ta có là 1/2 SH nhân với BC. Vậy thì bước đầu tiên chúng ta đã hiểu được công thức tính diện tích của mỗi mặt, đúng nào? Là bằng 1/2 đường cao nhân với cạnh đáy, và đây đường cao là bằng nhau. Từ đó cô sẽ đi tính được tổng diện tích các mặt bên. Vậy thì cô sẽ đi tính như sau. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều SABC là ta cộng 3 diện tích lại với nhau ta được 1/2 SH nhân với AB cộng 1/2 SH nhân AC cộng 1/2 SH nhân BC. Và đây cô phát hiện ra có 1/2 có SH là nhân tử chung cô đặt ra ngoài. Bên trong còn lại AB cộng với AC cộng với BC. Thì ở đây lưu ý chúng ta cùng quan sát, trong kiến thức này thì SH được gọi là trung đoạn của hình chóp tam giác đều SABC. Các bạn nhớ chưa nào? Hay cô không thích vẽ đường cao của mặt SAB thì cô có thể vẽ đường cao của mặt SBC là SM đây này. Các bạn thấy chưa nào? Do đó SH hay là SM, hoặc chúng ta có thể vẽ đường cao hạ xuống cạnh AC cũng được, được chưa nào? Thì đều được gọi là trung đoạn của hình chóp tam giác đều SABC. Vậy đây chúng ta nhớ đến kiến thức trung đoạn cho cô nhé. Tiếp theo chúng ta quan sát xem là trong công thức tính diện tích xung quanh này thì AB cộng với AC cộng với BC tổng độ dài ba cạnh của tam giác đáy ABC, người ta gọi là chu vi của tam giác ABC. Như vậy công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều, cô có thể phát biểu được là diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng nửa chu vi đáy với độ dài trung đoạn. Nào đây, SH là trung đoạn, AB cộng AC cộng BC là chu vi đáy, 1/2 chính là một nửa, nên ta nói là nửa tích của trung đoạn với chu vi đáy, hay là chu vi đáy với độ dài trung đoạn. Các bạn nhớ chưa nào? Và từ đó thì cô có công thức diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng nửa tích của chu vi đáy nhân với độ dài trung đoạn, và cô viết ký hiệu ở đây. Diện tích xung quanh ghi là S, xung quanh viết ký hiệu là XQ, viết nhỏ xuống dưới, bằng 1/2 nhân C nhân D. Trong đó thì S, XQ viết như thế này là diện tích xung quanh, C là chu vi đáy, D là độ dài trung đoạn của hình chóp tam giác đều. Vậy thì vận dụng công thức này, chúng ta sẽ cùng đi làm bài tập ví dụ sau đây. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 9 cm, độ dài trung đoạn bằng 12 cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó. Vậy thì vận dụng công thức tính diện tích xung quanh ở phía trên, chúng ta đi xác định. Muốn tính diện tích xung quanh, cô cần phải biết đó là chu vi đáy và độ dài trung đoạn. Thế thì ở đây độ dài trung đoạn thì đã cho là 12. Muốn tính chu vi đáy của tam giác đều, ta tính tổng độ dài ba cạnh. Tuy nhiên thì ba cạnh của tam giác đều bằng nhau, nên chúng ta có thể tính chu vi bằng 9 cộng 9 cộng 9 và bằng 9 nhân 3. Và do đó cô cũng đã xác định được chu vi rồi. Từ đó chúng ta tính được luôn diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều, đó là S xung quanh bằng 1/2 của chu vi đáy. Chu vi đáy là 9 nhân 3 nhân với độ dài trung đoạn ở đây là 12. Và cô tính ra được kết quả bằng 162. Đơn vị ở đây là cm vuông. Được chưa nhỉ? Vậy ở nội dung kiến thức số 2, các con cần ghi nhớ thứ nhất là xác định trung đoạn của hình chóp tam giác đều. Và thứ hai là chúng ta cần nhớ công thức tính diện tích xung quanh. Như thế nào? Bằng một nửa tích của chu vi đáy nhân với độ dài trung đoạn.
Chuyển sang đến kiến thức số 3 mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây, đó là kiến thức về thể tích của hình chóp tam giác đều. Cô có hình chóp tam giác đều SABC và trong hình vẽ này cô đề cập cô vẽ này. Vẽ SO vuông góc với mặt phẳng ABC, được nào? Thì SO gọi là chiều cao của hình chóp tam giác đều SABC. Đó, chúng ta vẽ vuông góc xuống đáy chứ không phải là vuông góc với cạnh BC đâu nhá. Các bạn chú ý cho cô. Và ở đây chúng ta sẽ có công thức tính thể tích hình chóp, người ta đưa ra như sau. Thể tích của hình chóp tam giác đều thì bằng 1/3 tích của diện tích đáy với chiều cao. À, nó sẽ bằng, chúng ta vẫn nói đến diện tích đáy nhân với chiều cao, nhưng ở đây nó bằng 1/3 của diện tích đáy nhân với chiều cao. Vậy tại sao lại có công thức tính thể tích hình chóp như thế này? Thì người ta có một cái hoạt động thực hành và sau nhiều lần thực hành người ta rút ra được công thức tính thể tích hình chóp như vậy. Thế thì chúng ta sẽ cùng quan sát. Ở đây các bạn cùng quan sát này, chúng ta cô có một hình lăng trụ đứng, hình tam giác, lăng trụ đứng tam giác, được nào? Với lại một hình chóp tam giác đều. Thì hình lăng trụ đứng tam giác với lại hình chóp tam giác đều có chung đáy, các bạn nhìn thấy đáy chưa? Đó, cùng là một hình tam giác đều nhá. Ở dưới đáy các bạn chú ý hình vẽ nó không đều, nhưng đối với hình học trực quan thì chúng ta có cách vẽ và hiểu được như vậy, hiểu chưa? Tiếp theo, chiều cao của cái hình lăng trụ đứng tam giác đó, hình lăng trụ đứng tam giác với lại chiều cao của cái hình chóp tam giác đều này là bằng nhau, hiểu chưa? Như vậy chúng ta hiểu ở đây giữa lăng trụ đứng tam giác và hình chóp tam giác đều có chung một đáy là 1 này, có chung chiều cao là 2 này. Thế thì đối với thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, các em được học ở lớp 7 rồi, đúng không? Muốn tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, ta lấy diện tích đáy nhân với chiều cao. Đó. Thế nhưng mà ở bài này thì nó lại bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao thôi. Thì tại sao lại như vậy? Bây giờ cái khối hình chóp tam giác đều đó thì các bạn hiểu đây, cô giáo như là cầm một cái phễu, nó có hình dạng là hình chóp tam giác đều, được chưa nào? Cô đổ đầy nước vào hình chóp tam giác đều này và cô chút vào cái thể cái K có hình là lăng trụ đứng tam giác, thì cô nhận thấy cái phần nước chút vào từ cái hình lăng trụ đứng tam giác này, cô xin lỗi, từ cái hình chóp tam giác đều này mà đổ vào hình lăng trụ đứng tam giác thì cái lượng nước nó chỉ bằng 1/3 của cái hình lăng trụ đứng tam giác, được chưa nhỉ? Đây, cái chiều cao của nó chỉ bằng 1/3 và do đó thì thể tích của nó chính là bằng 1/3 thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, mà thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác chính là diện tích đáy nhân với chiều cao, nên ở đây nó mới bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Các em hiểu chưa nào? Người ta tìm ra công thức này bằng cách thực hiện các cái hoạt động nhiều lần và thấy đều thu được kết quả như nhau. Và trong đó thì diện tích S đáy là diện tích đáy và H là chiều cao của hình chóp tam giác đều. Vậy đây các bạn lưu ý cho cô, chúng ta tìm hiểu thêm được kiến thức chiều cao của hình chóp tam giác đều để vận dụng vào tính thể tích của hình chóp. Từ đó chúng ta sẽ làm cho cô một ví dụ để vận dụng công thức. Một khối Rubik có dạng hình chóp tam giác đều với diện tích đáy là 24 cm² và chiều cao là 10 cm. Tính thể tích khối Rubik đó. À, khối Rubik có dạng hình chóp tam giác đều. Vậy thể tích của khối Rubik chính là thể tích của hình chóp tam giác đều. Và công thức chính là bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy đã biết, chiều cao đã biết, do đó cô tính được thể tích của khối Rubik đó là V bằng 1/3 nhân với 24 nhân với 10. Và tính thu gọn kết quả cô được là bằng 80. Đơn vị của thể tích là cm khối. Và như vậy thì chúng ta đã tính được thể tích của khối Rubik, phải không nào? Vậy thì đối với kiến thức của hình chóp tam giác đều, chúng ta được tìm hiểu thứ nhất là cách dựng, cách vẽ hình chóp tam giác đều.
xác định các yếu tố về mặt, về cạnh, về đỉnh của hình chóp tam giác đều, cũng như là các công thức tính diện tích, thể tích của hình chóp tam giác đều. Vậy thì vận dụng các kiến thức đã học, chúng ta sẽ cùng đi thực hành luyện tập các cái phần bài tập. Bài tập số 1, gọi tên đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên và mặt đáy, đường cao và một trung đoạn của hình chóp tam giác đều trong hình vẽ sau. Và ở đây thì bài tập số 1 là yêu cầu là chúng ta gọi tên các cái yếu tố trong một hình chóp tam giác đều mà mình vừa tìm hiểu, đúng nào? Bao gồm có đỉnh, có cạnh, cạnh cạnh thì có cạnh bên và cạnh đáy, về mặt thì có mặt bên và mặt đáy. Ngoài ra chúng ta còn tìm hiểu được các cái yếu tố đó là về đường cao và trung đoạn của hình chóp tam giác đều. Để đầu tiên chúng ta sẽ có đọc tên được hình chóp tam giác đều, đây là đọc tên đỉnh trước, đỉnh ở phía trên là S và tam giác đáy ở dưới là DES, được chưa nhỉ? Vậy cô có hình chóp tam giác đều đỉnh S DES, được chưa nào? Có đỉnh, đỉnh chính là S, cạnh bên, cạnh bên hạ từ đỉnh S tới các đỉnh của cạnh đáy ta có các cạnh bên là SD, SE và SF. Tiếp theo các cạnh đáy chính là tam giác ở đáy thì chính là tam giác DEF. Vậy cô có 3 cạnh là cạnh DE, cạnh EF và cạnh SD. Như vậy xong phần cạnh rồi, chúng ta chuyển sang đến phần mặt. Mặt bên là những mặt xung quanh đây, đúng nào? Vậy ta có mặt thứ nhất là mặt SDE, thứ hai là SEF và thứ ba là SFD. Tiếp theo đến mặt đáy. Mặt đáy thì xác định rất là dễ rồi, đúng nào? Đó chính là tam giác DEF. Như vậy xác định xong mặt rồi, đến đường cao. Đường cao hạ từ đỉnh S vuông góc xuống với mặt đáy DEF thì cô có đường cao, chính đường cao của hình chóp các em nhé, chính là SO, được chưa nào? Tiếp theo một trung đoạn của hình chóp tam giác đều thì chúng ta đã biết trong tam giác đều thì có tới 3 trung đoạn, đúng nào? Thì ở trong hình vẽ này người ta đã mô tả ở đây thì cô nhận thấy trung đoạn chính là nối từ đỉnh S tới trung điểm của một cạnh. Thì ở đây Y, đúng nào? Hay là hạ vuông góc từ đỉnh S xuống một cạnh của một cạnh đáy thì ta được SI chính là trung đoạn của hình chóp tam giác đều SDES. Và như vậy thì chúng ta đã thực hành luyện tập xong cách gọi tên đỉnh, cạnh, mặt, đường cao và trung đoạn của hình chóp tam giác đều. Chuyển sang đến bài tập số 2. Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh bên SA bằng 6 cm, cạnh đáy AB bằng 4 cm. A, kể tên mặt bên và mặt đáy của hình chóp. B, em hãy cho biết độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại. C, em hãy cho biết số đo mỗi góc của mặt đáy. Vậy thì ở bài tập này thì người ta cho tam giác đều SABC và cho biết yếu tố thứ nhất là cạnh bên, là cho biết một cạnh bên là cạnh SA bằng 6 cm, một cạnh đáy là AB bằng 4 cm. Ở đây yêu cầu là kể tên mặt bên và mặt đáy của hình chóp. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Dựa vào hình chóp người ta cho biết là SABC thì cô sẽ gọi được các mặt bên, đúng nào? Mặt bên ở đây chúng ta xuất phát từ đỉnh S và với lại một cạnh của đáy, của tam giác đáy, đúng nào? Của mặt đáy thì cô có mặt bên gồm có SAB, SBC và SCA, được chưa nào? Tiếp theo mặt đáy, mặt đáy chúng ta nhìn thấy ngay trên cách viết này đã thể hiện mặt đáy chính là mặt ABC. Như vậy từ tên gọi hay từ cách viết của hình chóp tam giác đều chúng ta hoàn toàn có thể xác định được các mặt bên và mặt đáy. Tiếp theo là hãy cho biết độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại. Như vậy ở đây chúng ta cần nhớ được đến tính chất của các cạnh bên và cạnh đáy trong hình chóp tam giác đều. Chúng ta đã biết là các cạnh bên bằng nhau, đúng nào? Như vậy SA bằng với SB bằng với SC, do đó các cạnh bên SA, SB, SC bằng nhau và bằng 6 cm. Các cạnh đáy, cạnh đáy thì là tam giác ABC nên có cạnh đáy AB, BC và CA. Chúng ta đã biết là đáy là tam giác đều nên ba cạnh này bằng nhau.
và cùng bằng 4 cm. Như vậy chúng ta cũng đã chỉ ra được độ dài của các cạnh đáy. Cuối cùng ở ý C, em hãy cho biết số đo mỗi góc của mặt đáy. À, đáy là tam giác đều. Vậy mỗi một góc của mặt đáy chính là mỗi một góc của tam giác đều. Mà tam giác đều thì có 3 góc bằng nhau và mỗi góc bằng 60 độ. Do đó chúng ta trả lời được số đo mỗi góc của mặt đáy là bằng 60 độ. Vậy các bạn chú ý cho cô tính chất của các cạnh của hình chóp tam giác đều nhé. Các cạnh bên bằng nhau, các cạnh đáy bằng nhau. Nhớ chưa nào? Chuyển sang đến bài tập số 3. Có nội dung như sau. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình chóp tam giác đều có chiều cao là 90 cm, tam giác đáy có độ dài cạnh đáy là 40 cm và chiều cao là 34,6 cm. Chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh S, từ đỉnh của hình chóp, từ đỉnh của hình chóp tam giác đều là 84 cm. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích ở bài toán này. Đầu tiên là tìm cái yêu cầu của bài toán. Bài toán yêu cầu thứ nhất là tính diện tích xung quanh, thứ hai là tính diện tích toàn phần và thứ ba là tính thể tích. Vậy chúng ta cần phải nhớ tới các công thức tính diện tích xung quanh, tính diện tích toàn phần và tính thể tích. Muốn tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều thì ta tính nửa tích của chu vi đáy nhân với độ dài trung đoạn. Diện tích toàn phần thì chính là diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy. Còn thể tích thì chính bằng 1/3 lần diện tích đáy nhân với chiều cao. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi làm phần diện tích xung quanh trước nhé. Vậy muốn tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều thì chúng ta có công thức là bằng nửa tích của chu vi đáy với độ dài trung đoạn. Thì ở đây muốn tính chu vi đáy ta lấy độ dài một cạnh nhân với 3, bởi vì ở đây tam giác này là tam giác đều, đúng nào? Nhớ nhá, chỉ có tam giác đều thì mới có chu vi là một cạnh nhân 3. Tiếp theo là độ dài trung đoạn. Độ dài trung đoạn chính là chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tam giác đều. Đó, như vậy ở đây đề bài này không hề cho trung đoạn cụ thể bằng bao nhiêu, mà người ta mô tả là chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh S của hình chóp tam giác đều thì chính là trung đoạn, hiểu chưa nào? Và do đó thì độ dài trung đoạn là 84 cm. Từ đó cô tính được diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là nửa tích chu vi đáy nhân với độ dài trung đoạn. Vậy ta có 1/2 của chu vi đáy là 40 cộng 40 cộng 40 nhân với độ dài trung đoạn là 84, và cô tính ra được bằng 5040 cm². Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính diện tích toàn phần. Muốn tính diện tích toàn phần thì chúng ta thấy bằng là diện tích xung quanh cộng diện tích mặt đáy. Vậy thì diện tích xung quanh chúng ta đã tính rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đi tính diện tích mặt đáy mà thôi. Đáy là hình tam giác, vậy diện tích đáy chính là diện tích tam giác bằng 1/2 của cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng. Thì ở đây bài này cho tam giác đáy có độ dài cạnh đáy là 40, chiều cao tương ứng là 34,6. Vậy cô có diện tích mặt đáy của hình chóp tam giác đều là 1/2 của 40 nhân 34,6 và ra kết quả bằng 692 cm². Và có công thức tính diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh cộng diện tích đáy, nên cô có bằng diện tích xung quanh là 5040 cộng diện tích đáy là 692. Ta thu được kết quả bằng 5732 cm². Như vậy tính xong diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, chúng ta chuyển đến phần thể tích. Thể tích của hình chóp tam giác đều có công thức là bằng diện 1/3 tích của diện tích đáy với lại chiều cao. Thì diện tích đáy của hình chóp tam giác đều chúng ta vừa tính ở đây là bằng 692 cm². Chiều cao của hình chóp tam giác đều đề bài cho bằng 90 cm. Và do đó thì chúng ta tính được thể tích của hình chóp tam giác đều là, vận dụng công thức V bằng 1/3 S đáy nhân với chiều cao, cô thay được 1/3 nhân với 692 nhân với chiều cao là 90. Ta ra được kết quả bằng 20760 cm². Và như vậy thì ở đây chúng ta đã hoàn thiện tính các cái đại lượng diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp. Thì ngoài việc vận dụng các công thức thì chúng ta cần phải chú ý phân tích đề bài để xem là
đâu là độ dài trung đoạn, đúng nào? Đâu là chiều cao của hình chóp tam giác đều, đâu là chiều cao của đáy. Đấy, chúng ta cần phải phân tích các cái dữ kiện rất là rõ ràng ra. Chuyển sang đến bài tập số 4. Một kho chứa có dạng hình chóp tam giác đều với độ dài cạnh đáy bằng 12m và độ dài trung đoạn là 8m. Người ta muốn sơn phủ bên ngoài cả ba mặt xung quanh của kho chứa thóc đó và không sơn phủ phần làm cửa có diện tích 5m2. Biết rằng mỗi mét vuông sơn cần trả 40.000 đồng. Vậy cần phải trả bao nhiêu tiền để hoàn thành việc sơn phủ đó? À, muốn biết cần trả bao nhiêu tiền, chúng ta cần phải biết là mình sơn bao nhiêu mét vuông, đúng không? Vậy thì muốn biết sơn bao nhiêu mét vuông, chúng ta cần phải tính xem là diện tích phần cần sơn là bao nhiêu. Đề bài có nói là sơn cả ba mặt xung quanh. Như vậy ba mặt xung quanh của kho này chính là diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều. Và lưu ý là không sơn phủ phần làm cửa. Do đó chúng ta sẽ lấy diện tích xung quanh của kho này và bỏ đi, trừ đi phần không sơn phủ phần cửa đấy, là trừ đi 5m2. Vậy đầu tiên cô sẽ đi tính diện tích xung quanh của kho chứa, đúng nào? Sơn phủ cả ba bên ngoài, cả ba mặt xung quanh mà. Vậy cô tính diện tích xung quanh của kho chứa bằng công thức bằng nửa tích của chu vi đáy nhân với độ dài trung đoạn. Đáy thì đã cho độ dài cạnh bằng 12m, nên cô tính được chu vi đáy chính là bằng 12 cộng 12 cộng 12, hay các em có thể viết gọn là 12 nhân 3. Nhân với độ dài trung đoạn là 8, tính 1/2 của tích này, cô thu được kết quả bằng 144m2. Tuy nhiên, chúng ta cần tính diện tích cần sơn cơ, đúng nào? Diện tích cần sơn thì lưu ý ở đây người ta nói rằng là không sơn phủ phần làm cửa có chứa diện tích 5m2, nên cô chỉ được lấy 144 trừ đi 5 bằng 139m2. Sau khi đã biết mình sơn là 139m2 và biết là mỗi mét vuông cần trả 40.000 đồng thì cô tính được số tiền cần phải trả để hoàn thành việc sơn phủ. Cô lấy diện tích cần sơn, đúng nào, là 139 nhân với 40.000 đồng và ra được là 5.560.000 đồng. Vậy ở đây thì cần phải trả 5.560.000 đồng để hoàn thành việc sơn phủ. Các bạn nhớ chưa nào? Vận dụng ở đây là vận dụng kiến thức tính diện tích xung quanh vào bài tập thực tế, đúng nhỉ? Chuyển sang đến bài tập số 5. Lớp bạn Na dự định gấp 100 hộp quà dạng hình chóp tam giác đều. Có tất cả các mặt đều là hình tam giác đều, cạnh 5cm, để đựng các món quà gửi tặng cho học sinh khó khăn dịp Tết Trung Thu. Biết rằng chiều cao của mỗi mặt là 4,3cm. Tính diện tích giấy cần để làm hộp. Biết rằng phải tốn 20% diện tích giấy cho các mét giấy và các phần giấy bị bỏ đi. Vậy chúng ta phân tích được bài toán này như sau. Các bạn lưu ý ở đây là gấp hộp đựng quà có dạng hình chóp tam giác đều, thì hình chóp tam giác đều ở bài tập này là nói rằng là có tất cả các mặt đều là hình tam giác đều cạnh 5cm, được chưa nhỉ? Và đề bài yêu cầu là tính diện tích giấy cần để làm hộp. Biết rằng phải tốn 20% diện tích giấy cho các mét giấy và các phần giấy bị bỏ đi. Như vậy chúng ta sẽ phân tích được diện tích giấy cần để làm hộp thì sẽ bao gồm là 80% diện tích các mặt của hộp và 20% diện tích giấy là cho các mét giấy và các phần giấy bị bỏ đi. Như vậy chúng ta phân tích được cái giấy diện tích giấy cần để làm hộp thì sẽ chia ở đây được thành là diện tích các mặt của hộp và diện tích cho các mét giấy và các phần giấy bị bỏ đi. Thế thì chúng ta sẽ đi tính được diện tích các mặt của hộp như thế nào. Thì mỗi một hộp thì là hình chóp tam giác đều. Tam giác đều thì hình chóp tam giác đều thì có tất cả là 4 mặt. Nhưng đề bài đây thì đã đề cập ở đây là 4 mặt đều là hình tam giác đều có cạnh bằng 5cm. Nên là 4 mặt này sẽ đều bằng nhau. Và do đó thì chúng ta sẽ tính được diện tích các mặt của hộp là diện tích
toàn phần của hộp mà hình chóp tam giác đều thì có 4 mặt và tất cả các mặt đều là hình tam giác đều. Nên thì chúng ta có là diện tích toàn phần của hộp chính là diện tích của một mặt nhân với 4, hay là 4 lần diện tích một mặt. Các em hiểu chưa nhỉ? Và từ đó chúng ta sẽ đi tính được diện tích một mặt, đúng không nào? Đi tính diện tích một mặt thì nó là tam giác đều, có cạnh là bằng 5 cm. Người ta cho chiều cao của mỗi mặt là 4,3 cm. Như vậy biết chiều cao, biết cạnh tương ứng rồi. Cô tính được diện tích của một mặt của hộp đựng quà là ta lấy 1/2 của chiều cao nhân cạnh tương ứng là 4,3 × 5. Cô tính ra được bằng 10,75 cm². Từ đó tính được diện tích các mặt của hộp đựng quà là gấp 4 lần lên. Vậy ta lấy 10,75 x 4 bằng 43 cm². Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính diện tích giấy cần để làm hộp cơ. Đúng nào? Thì như vừa phân tích bài toán, chúng ta đã biết rằng là diện tích giấy này thì gồm là 80% là diện tích các mặt. Được chưa? Còn 20% là diện tích giấy cho các mép giấy. Vậy chúng ta có thể hiểu là 80% của diện tích giấy cần để làm hộp bằng diện tích các mặt của hộp, ở đây là bằng 43 cm². Vậy đã biết 80% của diện tích giấy cần để làm hộp là 43, thì chúng ta hoàn toàn tìm được diện tích giấy cần để làm hộp đựng quà là chúng ta sẽ lấy 43 chia cho 80% và đây là bằng 53,75 cm². Vậy chúng ta kết luận được diện tích giấy cần để làm hộp là 53,75 cm². Như vậy trên đây thì chúng ta đã thực hành tìm hiểu các kiến thức của hình chóp tam giác đều, cũng như là đi thực hiện luyện tập các cái dạng bài tập. Thì về nhà các em sẽ xem lại kiến thức để chúng ta ghi nhớ kiến thức một cách tốt hơn. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em cho những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.